Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em tới cái bài từ số 1 cho tới số 5 của cái bài số 3. Chúng ta được học về lũy thừa của số hữu tỉ thì nó gần như giống của số nguyên với lại số thập phân mà chúng ta được học rồi. Như vậy trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 6, số 7, số 8 và số 9 em nha. 4 bài. Ok. Trong quá trình học thì em nhớ like, comment, tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy em nha. Cảm ơn các em và quý phụ huynh rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 6. Ở trong cái bài số 4 và số 5 ở trong clip trước thầy giải đây nghe ha. Đặc biệt là ở bài số 5, ta lưu ý chỗ là 100 trừ những mô bình phương, chỗ này là bằng 0 này. Thì tích của tất cả những số với số 0 thì luôn luôn nó bằng mấy? Luôn luôn nó sẽ bằng 0 ha. Nó không dễ, không có khó. Ta đi sang bài số 6 nha. Ở đây người ta yêu cầu các em thực hiện phép tính. Câu A thì ghi đề lại nha. 3 phần 7 mũ 4 nhân cho 3 phần 7 mũ 5. Đúng rồi. Ở đây chia ở đây cho 3 phần 7 mũ 7 ha. Như vậy thì ở đối cái bài này chúng ta sẽ tính thầy trong ngoặc này trước. Tính ở trong ngoặc thì chúng ta thấy rằng là ở đây là phép gì? Phép nhân. Thì chúng ta sẽ lấy hai số mũ này chúng ta cộng lại ha. Nó có dạng là x mũ n, nghĩa là nhân hai lũy thừa cùng cơ số em. Có công thức là x mũ n nhân x mũ m ấy. Thì chúng ta viết cơ số x lại, chúng ta lấy số mũ n cộng m. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bằng này ha. Như vậy chúng ta lấy sẽ là đây là 3 phần 7 4. Các em lấy 4 cộng 5 luôn nha. Chúng ta thực hiện lấy 4 cộng 5 là bằng 9 này. Chia ở đây cho 3 phần 7 mũ 7 này. Như vậy chia thì ta sẽ lấy gì? Số mũ trừ ra. Như vậy ta viết cơ số lại, 3 phần 7 lấy 9 trừ 7 là bằng mấy? Bằng 2. Ở đây viết thực hiện luôn như này luôn. Ok, ta đi sang câu B nha. Câu B chúng ta có là 7 phần 8 mũ 5 chia cho 7 phần 8 mũ 4. Ở đây cho nhân cho 7 phần 8. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có bằng này. Ở đây chia thì cùng cơ số thì người ta viết cơ số lại, lấy số mũ trừ ra. Lấy 5 trừ cho 4, 5 trừ 4 thì ngay chỗ đây nó sẽ là 1 này. Mũ 1 thì đáng lẽ chỗ đây chúng ta không cần phải viết. Các em viết cũng được mà không viết cũng được, nó vẫn đúng em nha. Một số giáo viên giải chắc chắn sẽ không viết, nghĩa là chỉ viết 7 phần 8 sau đó lấy 7 phần 8 cho 7 phần 8. Nhưng ở đây thầy viết mũ 1 nó vẫn đúng, không sai. Nhân. Thậm chí ở đây 7 phần 8 thầy có thể viết là 7 phần 8 mũ 1 vẫn đúng. Các em không viết 2 mũ 1 này vẫn đúng mà viết 2 mũ 1 này vẫn đúng. Khi đó nó sẽ bằng là 7 phần 8 gì? Nhân thì người ta cộng lại lấy 1 cộng 1 là bằng 2. Vậy thôi. Hiểu nè. Toán là như vậy em. Toán ta nắm chắc cơ bản là người ta sẽ rất là dễ hiểu. Chúng ta sẽ đi sang ở câu C nhé. Câu C ở đây. Rồi, thầy sẽ để cái đề bài C đây em. Ta có ở đây là 0,6 mũ 3. Phải không? Nhân ở đây cho gì? 0,6 mũ 8 chia cho ở đây cho 0,6 mũ 7 nhân ở đây cho 0,6 mũ 2 đúng không? Rồi, ở đây có hai cái ngoặc như vậy. Thì đối với bài này thì rất là dễ. Chúng ta sẽ tính hai ngoặc, sau đó lấy kết quả ngoặc này chia cho kết quả ngoặc này là xong. Như vậy đây cũng cùng cơ số. Ta viết cơ số lại. Ở đây phép nhân đúng không nào? Phép nhân thì chúng ta lấy 3 cộng 8. 3 cộng 8 thì bằng 11. Được chưa? Chia. Ở đây chúng ta viết 0,6 lại, lấy 7 cộng 2. Tại vì ở đây cũng không là phép nhân. 7 cộng 2 là bằng 9. Như vậy ở đây chia thì chúng ta lấy số mũ trừ ra, lấy 11 trừ 9 là bằng 2. Xong. Rất là đơn giản như vậy. Ở bài số 6 ta làm xong rồi đó. Mục đích ở cái bài này là vận dụng công thức chứ có hay đâu. Đâu có khó hay suy nghĩ gì cao siêu đâu em ha. Ta sẽ đi sang ở bài số 7. Rồi ta đi sang bài số 7 nha. Hôm nay thầy có một cái mới. Thầy muốn khoe với em đó chính là cái phòng quay mà thầy vừa mới lắp được cái máy lạnh nha. Không biết là các em comment giùm thầy nó có hơi ồn hay không, tại vì thầy sợ cái quạt mà thầy cũng biểu thợ là lắp cái cục nóng ở bên ngoài nha, nó xa cái phòng quay của thầy,
lắp tít ở phòng của chị Như á, Như 2K9 á, để nó khỏi ồn, thầy đóng kín cửa lại. Thì thầy cũng sợ nó ồn nha, mà đỡ lại cái là thầy ngồi trong đây nó mát. Thì thầy nói chung nó làm công việc chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn em. Những năm trước thầy chưa có điều kiện để lắp cái điều hòa em, trời ơi đâu dám bật quạt, ngồi mà mồ hôi mồ kê nó chảy nên thầy nói em từ đầu cho tới chân luôn, không dám bật quạt em, bật quạt thì sợ nó ồn cái em, nên là thôi thầy bàn với cô thôi lắp cái máy lạnh trong mùa hè quay cho nó ok. Thì thầy cũng đã lắp rồi, tổng chi phí hết 7 triệu em, mà thầy cũng đã lắp rồi em nhé. Các em comment cho thầy chất lượng video, âm thanh ánh sáng rồi tiếng ồn độ nét các kiểu để mà thầy biết nha. Cảm ơn các em và quý phụ huynh rất là nhiều. Ok, ta đi sang bài số 7 nha. Bài A ở đây người ta yêu cầu thực hiện tính, ở đây là 2/5 cộng 1/2 mũ 2. Thì đây chúng ta sẽ tính cho thầy công ngọt này được kết quả bằng bao nhiêu, sau đó chúng ta sẽ bình phương lên. Thì cách làm chúng ta là như vậy. Như vậy thì ở trong này á, em thấy là nó đã cùng mẫu chưa, thì cái này chắc chưa cùng mẫu thì người ta quy đồng thôi. Mẫu chúng ta chắc chắn là mấy, mẫu chung chắc chắn sẽ là 10 đúng không, ta ghi 10 ở đây cộng ở đây là 10, ở ngoài để bình phương ghi lại. Bây giờ chúng ta sẽ tính từ số phụ để nhân lên tương tự nhá. Em lấy 10 chia cho 5, 10 chia 5 thì bằng 2, lấy 2 nhân 2 là bằng 4 ở đây, được chưa. Lấy 10 chia 2, 10 chia 2 thì bằng 5 nhân cho 1, chứng tỏ ở đây sẽ là 5. Chứng tỏ ở đây sẽ bằng là gì, 9/10 mũ 2 đúng không, 9/10 mũ 2, 4 cộng 5 bằng 9 này, 10 là mẫu chung ghi lại. Như vậy ở đây người ta bình phương tử và bình phương mẫu, như vậy 9 bình phương là bằng 81, 10 bình phương là bằng 100, xong. Vậy thôi, rất là đơn giản, dễ hiểu không. Ta đi sang câu B, thầy viết là cái đề anh em nhé, 0,75 trừ 1, 1/2 tất cả mũ 3. Ở đây là số thập phân, ở đây là hỗn số, thì chúng ta sẽ đưa cái số thập phân này về phân số, hỗn số này về phân số, sau đó chúng ta sẽ thực hiện dùm thầy phép trừ ở đây ra một kết quả. Kết quả đó sau đó chúng ta sẽ lấy mũ 3 lên, gọi là lập phương lên đó nè. Như vậy ở đây thầy làm rất chậm này, 0,75 bình thường giáo viên sẽ ra là 3/4 luôn, nhưng thầy sẽ viết 75/100 trước cho các em, để các em thấy trước nha. Các em có thể bỏ qua bước này, các em chỗ đây các em có thể ghi là 3/4 luôn, nhưng mà thầy sợ em không hiểu nên là thôi thầy làm chậm một bước. Như vậy lấy 1 nhân 2 cộng 1, 1 nhân 2 bằng 2 cộng 1 ở đây, chứng tỏ hỗn số này người ta đưa về 3/2 mũ 3. Bằng tiếp, chỗ này người ta rút gọn trở thành là 3/4. Ở đây chia 25, ở đây chia 25 nhá, tự chia 25, mẫu chia 25 trừ 3/2 mũ 2. Rồi bây giờ các em thấy rằng là mẫu chung sẽ là 4 đúng không, mẫu chung 4 thì chứng tỏ thằng này viết lại chưa, chứ chúng ta không thay đổi gì cả. 4 này trừ này, cái 3/2 này viết với mẫu 4 thì chứng tỏ tử nhân 2, mẫu nhân 2. Ở đây tử nhân 2, mẫu nhân 2 thì chỗ này 2 là 3 nhân 2 là bằng 6 này, 6/4 này mũ 3 này, đúng chưa, đúng chưa. Rồi bây giờ người ta trừ ra, lấy 3 trừ 6 này bằng -3 này, phần 4 này mũ 3 này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có này, người ta tách ra, ví dụ ở đây -3 mũ 3, ở đây là 4 mũ 3. Ở đây các em thấy là mũ lẻ hay mũ chẵn, ở đây là mũ lẻ, mũ lẻ với số âm thì chắc chắn ngay đây phải ra số âm cái này. 3 mũ 3 là bằng 20 27, 4 mũ 3 thì bằng bao nhiêu, 60 64, đúng chưa. Xong, ta sang câu C, chúng ta có thể kiểm tra kết quả bằng máy tính các em nha. Máy tính thì thầy đã chỉ em cách bấm phân số rồi, 15 chia cho ở đây cho gì, 0,36 phần thầy nói 0,36 mũ 5. Thì cái này chắc chắn là chúng ta sẽ đưa cái thằng này về gì, phân số, được nào. Thầy sẽ làm rất chậm để em thấy nha. Cái thằng này là không có làm gì cả này, 3/5, 3/ ấy, nói tiếp trên tiếp tốt là ấy, cái thằng chết tiệt rồi. 3/5 15 chia ở đây là 0,36, thầy sẽ viết trở thành là 36/100 đó. Làm như vậy cho nó kèm thấy cho nó dễ dễ hiểu phải không, đúng không. Như vậy thì phân số này chưa rút gọn này, ở đây chia 4, ở đây chia 4 nè. Như vậy thì ở đây ra 3/5, ở đây chia 4, đây chia 4 thì nghĩa nó chưa rút gọn thì người ta phải rút gọn, nó sẽ trở thành là
Để chị em chia 4 thì 36 chia 4 bằng 9 phần 25 mũ 5 bằng tiếp 3 phần, nghĩa là chúng ta cần phải đưa về cơ số của 3 phần 5 thì chúng ta mới tính được, đúng chưa? Như vậy ở đây 9 phần 25 thì ở đây chúng ta sẽ viết rất chậm luôn, ở đây trở thành 3 mũ 2, đây 5 mũ 2 này, mũ 5 ở đây, đúng chưa? 3 phần 5 15 cứ viết lại trở lại. Như vậy ở đây chúng ta viết trở thành 3 phần 5 mũ 2, ở bên ngoài này đây là mũ mấy, mũ 5. Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng công thức lũy thừa của lũy thừa ha. Như vậy 3 phần 5 15 nhân thầy sẽ chia thêm lấy 2 nhân 5 bằng 10, chứng tỏ đây sẽ bằng 3 phần 5 mũ 10 này. Lấy 2 nhân 5 này, 2 nhân 5 bằng 10. Như vậy chia thì chúng ta sẽ lấy viết cơ số lại. Gì đây vậy? Trời, lại viết 15. Ừ, số 15 hay sao? Lấy 15 trừ cho 10 là bằng 5. Như vậy kết quả chúng ta là bằng 3 phần 5 mũ 5. Thầy như hơi thích số 15 nha. Khiều đấu cũng viết số 5 trở thành số 15 không? Mày hồn phát hiện chỗ đấy em comment sai tỷ lệ thực lét rồi ha. Thế vậy làm đúng 100 việc không sao, không ai khen. Nhưng mà làm một việc sai là cứ thế mà đề ra, vặt ra cứ đề ra chỗ đó các em, xoáy vào chỗ đó để nhận xét thôi. Thầy đi làm giáo viên công chức nhà nước cũng vậy em, làm 100 việc tốt cũng thấy ai khen, chứ mà bị gì đó mà lên giờ trễ một xíu hay là có vấn đề đó là cứ như vậy là xà quần vô đó miết chán lắm em. Con người của mình là thế, ích kỷ lắm. Ta sẽ đi sang là câu D. Các em còn nhỏ chưa trải sự đời nên là chưa biết, cỡ tầm thầy bố mẹ các em thì nói chung là cũng qua bắp nhiều, không biết là bố mẹ của các em có lớn chưa. Nhưng mà thầy năm nay 38-39 tuổi rồi, gần 40 em. Vậy trong nghề cũng 16 năm rồi nên cũng nhiều áp lực. Rồi đối với bài này thì chúng ta sẽ tính giùm thầy ở trong ngọn này trước này, tính ngọn này trước nha. Như vậy ở đây nó sẽ bằng cái gì em, bằng cái gì ở đây người ta quy đồng ha. Quy đồng thì cái số 1 này này, ở đây mẫu 3. Để viết có số 1 này thì chúng ta sẽ tạo ra có mẫu 3 thì nó chúng ta viết trở thành là 3 phần 3 đúng không? 3 chia 3 bằng 1 trừ 1 phần 3 thì làm chậm thôi. Chứ làm nhanh quá một số bạn cái bộ não nó không kịp thì sẽ không theo kịp game. Mà không theo kịp thì bị mất gốc thì nó lại dở người đi. Ở đây mẫu 3 rồi, mẫu 3 rồi ta viết 3 đây, lấy 3 trừ 1 là bằng 2. Ở đây mẫu 8 này. Ở chỗ đây 2 phần 9, à tao nói 4 phần 9. Bây giờ ở đây là cơ số này là 2 phần 3 nên chúng ta sẽ đưa cái thằng này về là gì? Cơ số 2 phần 3 thì 4 phần 9 ta viết trở thành là 2 phần 3 mũ, tất cả mũ 2, mũ 3 ở đây đúng không? 2 phần 3 mũ 8. Rồi chúng ta lấy viết cơ số lại, lũy thừa lấy 2 nhân 3 đây là bằng 6. Như vậy ở đây chúng ta lấy là 2 phần 3, 8 trừ 6 là đây bằng 2, xong. Mà nếu bằng 2 thì cái thằng này lại tiếp tục là bằng 4 gì? 4 phần 9. Đấy. Câu loại cuối cùng hả em? Các em để như này cũng được, mà viết ra như này luôn cũng được, không sao, không có sai nha. Ta sẽ đi sang bài số 8. Ta sẽ sang bài số 8 đi nha. Số 8. Khi mà chúng ta gặp ở cái dạng bài số 8 này, các em nhớ không thầy là phải đưa về cùng một cơ số nha. Các em đưa giùm thầy cùng một cơ số cho thầy là cái bài này rất là dễ. Thầy lấy ví dụ này, làm một bài cho em xem này rất là hay luôn. Ở đây này, chúng ta thấy là 4 mũ 3 nhân với 9 mũ 7. Ở đây mà các em bấm máy tính thì thôi rồi, nó vẫn ra các em, nó vẫn ra. Nhưng mà khi em tính giá trị, ví dụ 9 mũ 7 này số rất là lớn, hay là 25, 27 mũ 5 này rất lớn. Nhưng ở đây các em để ý chúng ta này, ví dụ ở số 4 ở đây thì chắc chắn ta phải đưa về nó sẽ là cơ số 2. Số 9 đây chúng ta đưa về cơ số 3. 27 này chúng ta tách ra, chúng ta tách ra trở thành là gì em? Về cơ số 3. Số 8 này chúng ta đưa về cơ số 2, chứng tỏ ở cái bài này chúng ta đưa về cơ số 2 và cơ số 3. Như vậy nè, 4 cái mũ 3 này kệ nó để đó, thì thầy hỏi là 4 đưa về mấy mũ 2 nè. Số 4 này đưa về 2 mũ 2, chứng tỏ chúng ta viết dạng lũy thừa là 2 mũ 2, tất cả mũ 3 ngồi đây. Đúng chưa? Rồi, nhân 9 mũ 7 thì 9 bằng mấy mũ 3, 3 mũ 2 là bằng 9, ở bên ngoài này mũ 7, cứ như vậy chúng ta viết ra. 2 mũ 7 ta viết là trở thành là 3 mũ mấy, 3 mũ 3, tất cả đây mũ mấy, mũ 5, đúng không? 8 thì bằng mấy, 2 mũ mấy,
2, mũ 3, tất cả mũ 2 ở đây. Bước đầu tiên các em đã hiểu nè, bước đầu tiên các em hiểu không? Rồi ok. Bằng tiếp. Bây giờ chúng ta sử dụng lũy thừa thôi. 2 x 3 bằng mấy? 2 x 3 bằng 6, chứng tỏ ở đây chúng ta viết ra là 2 mũ 6. 2 x 7, 2 x 7 bằng 14, chứng tỏ đây là 3 mũ 14. Ở đây theo thầy thì chúng ta nên viết cái cơ số 2 vào phía bên đây nha, ở dưới mẫu này. Ở đây là 3 x 2 cũng là 2 mũ 6 nè. Đó. 3 nhân cho 3 nhân mấy? 3 nhân cho 5 là bằng 3 mũ 15. Rồi ok. Thì ở đây em thấy là hai thằng này có thể triệt tiêu được không này? Triệt tiêu bằng 1 này. Chứng tỏ ở trên tử này 3 mũ 14, ở dưới mẫu cái 3 mũ 15 này thầy có thể viết trở thành là 3 mũ 14 nhân cho 3. Có phải 14 cộng 1 này, 14 cộng 1 là bằng 15 này. Như vậy khi đó 3 mũ 14, 3 mũ 4 thì hết, chứng tỏ nó rút gọn là bằng 1 phần mấy? 1 phần 3. Xong. Vậy thôi. Hiểu không? Tất cả vậy hiểu không? Ta lên sang là câu B. Âm 2 mũ 3 nhân âm 2 mũ 7 trên cho 3 nhân cho 4 mũ 6 ha. Thì ở trên tử em thấy nó là lũy thừa cùng cơ số. Cùng cơ số thì chúng ta viết cơ số âm 2 là chúng ta lấy 3 cộng 7 là bằng âm 2 mũ 10. Ở dưới 3 này đâu làm gì được đâu đúng không? Cái số 4 này chúng ta đưa về là 2 mũ mấy? 2 mũ 2 mũ 2 tất cả mũ 6 ở đây. Đúng chưa? Như vậy ở đây bằng âm 2 mũ 10. Đúng không? Âm 2 mũ 10. Trên cho 3 nhân cho 2 nhân 6 là bằng 12. Rồi. Bây giờ các em nhìn này. Cái mũ ngoài đây là mũ lẻ hay mũ chẵn? Đây là mũ chẵn với số âm. Đây là mũ chẵn đối với số âm. Cái chúng ta học rồi. Có phần nhận xét á. Trong phần bài tập á. Mũ chẵn với số âm thì ra số dương. Như vậy đây nó ra được là 2 mũ 10. 3 nhân để đó. Bây giờ 2 mũ 12 này người ta tách ra. Trong nó phải có 2 mũ 10 trong đó. Như vậy 12 này người ta tách trở thành là 10 cộng 2. Chứng tỏ nó ra được là 2 mũ 10 nhân cho 2 mũ mấy? 2 mũ 2 đúng không? Như vậy 2 mũ 10 với 2 mũ 10 này hết. Ở trên tử nó còn lại số mấy? Số 1. Ở dưới lại là còn lại 3. 3 nhân cho 4. Đây này 2 mũ 2 này. 2 mũ 2 thì bằng 4. Như vậy 3 nhân 4 là bằng 12. Chứng tỏ kết quả là bằng 1 phần 12. Xong. Hiểu chưa? Các em hiểu chưa nào? Không biết các em có hiểu hay không nữa chứ. Tại vì thầy dạy thầy hay hỏi như vậy. Nếu hiểu không hiểu thì chúng ta cũng comment giùm thầy một cái chứ. Tại vì thầy vì các em không tương tác trực tiếp nha. Không tương tác trực tiếp mà học qua những video có sẵn. Nên là nó cũng rất là khó ha. 0,2 mũ 5 nhân cho 0,093 là chia ở đây cho 0,2 ở đây mũ 7 ha, nhân cho 0,3 mũ 4. Rồi bây giờ đố cái bài này thì em thấy đây 0,2, ở đây 0,2 là được rồi này, cơ số cùng nhau rồi. Ở chỗ đây này 0,09 chúng ta đưa về cơ số 0,3 cho thầy được không nào? Đấy, nghĩa là tất cả quy về ở đây là cơ số 0,2 và 0,3. Như vậy cái chỗ này 0,2 mũ 5 thì viết lại cái chỗ này là trở thành là 0,3 tất cả mũ 2. Ở bên ngoài đây nó có mũ 3 này này, chia đây 0,2 mũ 7 này, nhân ở đây 0,3 mũ 4 này, đúng chưa? 0,2 mũ 5 để đó. Ở đây người ta lấy 0,3, 2 x 3 là bằng 6. Ở đây người ta tách ra, tách thằng này ra. Ồ, 7 thì người ta tách phải có số 5. Chứng tỏ 7 này người ta tách trở thành là 5 cộng 2. Chứng tỏ nó ra được 0,2 mũ 5 nhân cho 0,2 mũ 2. Tách được như vậy đúng không? Tại vì khi mà phép nhân ở đây cùng cơ số ta lấy 5 cộng 2 là bằng 7 ở đây. Ở đây 0,3 mũ 4. Rồi. Ở chỗ 0,3 mũ 6 này người ta cũng tách ra trở thành là 0, mấy? 0,2 mũ 5, 0,2 mũ 5 hết đúng không? Ta tách ra trở thành ở đây 0,3 mũ 4 nhân 0,3 mũ 2. Ở dưới đây nãy còn lại 0,2 mũ 2 này. Chứ thằng này thì này triệt tiêu rồi. Rồi ok. Như vậy cái này thằng này triệt tiêu. Như vậy trên tử nó còn là 0,3 mũ 2. Ở đây 0,2 mũ 2. Đúng không? Đúng chưa? Như vậy 0,3 mũ 2 thì trở thành ở đây là
0,09, 0,2 mũ 2 là bằng 0,04, thì chúng ta rút gọn để ra là 9 phần 4. Ok, được chưa? Đây, bấm cho em xem. 0,3 mũ 2 ở đây có phải bằng 0,09 không nè? Đó, được chưa nè? Còn câu D nữa các em. Đây, sang câu D nha. Rồi, câu D. Câu D đâu rồi? Câu A, câu B, câu C. Rồi, câu D nha. D xem thì nó có cái mẹo gì hay hơn hay không. 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 trên đây cho 7 mũ 2. Ở đây thì chúng ta xem thế này. Nếu ở đây trưng tử chúng ta, nó có nhiều cách làm. Bài này thầy nói luôn này. Tại vì cái bài này người ta không yêu cầu tính nhanh, nên chúng ta có thể tính giá trị của nó ra. Dù 2 mũ 3 là bằng 8, 2 mũ 4 là bằng 16, 2 mũ 5 là bằng 32, 7 mũ 2 là bằng 49. Sau đó chúng ta lấy tử này chúng ta cộng lại, sau đó chúng ta chia cho 49 ở dưới mẫu là xong. Nhưng ở đây nó có một cách hay hơn nữa là chúng ta đặt 2 mũ 3 ra chung. Thì ở chỗ đây nó còn lại là số mấy? Số 1 này. Ở đây còn lại là số mấy? Số 2, đúng không? Số 2 là 3. Ở đây nó còn lại là mấy? 2 mũ 2 là 4. Chứng tỏ nó ra được là 2 mũ 3 là 8 nhân cho 7, đúng không? 8 nhân 7, lấy 7 đấy rút gọn đây, chứng tỏ kết quả mình 8 hoặc 7. Thầy có thể làm cách 1. Đây, bây giờ làm cách 1 nha. Bài này thầy làm hai cách cho em xem này. Cách đầu tiên ta tính giá trị nó là bằng 8 cộng 16 cộng cho 25 chia cho 49. À, 2 mũ 5 là bằng 32 chứ. Thầy nhẩm nhầm. Nhầm. 24 bằng 16 đúng rồi. Đây là số 16 nè. Như vậy kết quả ở đây nó sẽ bằng là đây 40 cộng đây là 56 phần 49. Ở đây chúng ta rút gọn. Ở đây chia 7, đây chia 7 bằng 8 phần 7 này. Cách 2. Cũng như vậy nhưng mà làm theo cách khác. Cách hay hơn, cách đặc trưng hơn. Rồi bây giờ này, nhìn này. Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Cái 2 mũ 3 ở đây chúng ta không ghi cái gì? Không ghi cái gì, nghĩa là chúng ta nhân mấy? Nhân cho 1, đúng chưa? Thầy làm chậm này. 2 mũ 4 này thầy sẽ tách trở thành là 2 mũ 3 nhân 2 này, được không? Được. 2 mũ 5 thầy tách trở thành là 2 mũ 3 nhân 2 mũ 2. Đối chỉ ok. Mục đích của thầy là tách ra để mà gì? Để đặt ra chung. 7 mũ 2, 7 mũ 2 thầy có thể viết trở thành 7 nhân 7 đi. Bỏ cho đây bằng 7 nhân 7. Rồi, ok, bỏ cho đây nha. Bằng tiếp, ở đây trên tử chúng ta có cái gì chung? 2 mũ 3 là chung, bên trong còn lại là 1 này cộng 2 này cộng 2 mũ 2 này. Đó, ở dưới là 7 nhân 7 này. Bằng tiếp, 2 mũ 3. Ở đây là 2 mũ 2 là bằng 4, lấy 1 cộng 2 bằng 3 cộng 4 đi bằng 7 này. Chia cho 7 nhân 7 này. Như vậy 7 chia 7 hết, trên tử nó còn là 2 mũ 3 ở dưới mẫu còn 7. 2 mũ 3 bằng 8, chúng ta kết quả bằng 8 phần 7. Chúng ta có thể làm hai cách. Cách nào cũng được, miễn sao nó đúng là được nha. Nhưng mà làm 100 cách thì nó cũng ra một kết quả thôi, chứ làm 100 cách mà ra 100 kết quả là coi chừng. Chắc chắn là sai bì sẽ biết rồi ha. Chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo, bài số 9 là bài cúng cùi là cuối cùng nha. Ok. Ta đi sang bài số 9 nha. Xem bài 9A. Hãy đọc đề nha. Khối lượng của trái đất khoảng là 5,97 nhân mù mũ 24 kg, kinh không? Khối lượng của mặt trăng khoảng là 7,35 nhân mù mũ 22 kg. Tính tổng khối lượng của trái đất và mặt trăng, tổng là phép gì? Tổng là phép cộng, tổng phép cộng thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi này là tổng khối lượng của trái đất và mặt trăng là, thì bây giờ các em lấy cái số này cộng với số này. Như vậy ở đây ta có 5,97 nhân mũ 24 cộng 7,35 nhân mũ 22, đúng không? Thì mục đích người ta đưa ra ở đây là gì? Để chúng ta biết cách sử dụng lũy thừa đối với cơ số 10 anh em. Ở đây em thấy 10 mũ 22 đúng không? Đây 10 mũ 24 thì chúng ta đưa cái thằng này này, đưa cái 10 mũ 24 này về 10 mũ 22 bằng cách tách cái số 24 này trở thành là 22 cộng với 2. Như vậy ở đây nó sẽ bằng
5,97, thầy tách cái số ra, 10 mũ 24 này trở thành 10 mũ 2 nhân cho 10 mũ 22, hiểu nè. Rồi chúng ta làm theo giống như cách 2 nãy mà thầy làm ở cái bài số, bài số 8 á, nó không có liên quan tới bài này đúng không? Mà 10, như vậy ở đây chúng ta sẽ có này, 10 mũ 2 này bằng bao nhiêu? Bằng 100, sau đó chúng ta nhân với thằng này. Thầy làm cũng chậm thôi ha. 10 mũ 2 này thầy viết trở thành 100, nhân cho ở đây 10 mũ 22. Thầy lấy 100 nhân cho thằng này, thì ở đây các em thấy từ dấu phẩy này này, nó ra mấy chữ thừa phân, hai chữ thừa phân đó, 1, 2 thì nó tương ứng với số 100 đây, chứng tỏ dấu phẩy này mất đi. Như vậy nó còn là, nó ra được là 597 nhân cho 10 mũ 22, cộng cho 7,35 nhân 10 mũ 22. Khi đó chúng ta đặt 10 mũ 22 ra chung, bên trong còn là 597 cộng cho 7,35. Thì chúng ta lấy thằng này cộng này thôi, em hiểu không? Như vậy ở đây chúng ta bấm máy tính là lấy 597 cộng cho 7,35. Rồi đây 60, thầy nói 604,35. Chúng ta nên ghi cái số trước nha, nhân 10 mũ 22 được không nào? Đây là kilo gì, kilogram này, đơn vị chúng ta là kilogram đúng không? Rồi vậy thôi, xong ở câu A. Được chưa? Ta đi sang câu B. Và chúng ta thì kết luận là vậy, tổng khối lượng trái đất và mặt trăng là cái số này nha. Ta sang câu B nha. Thì đây nè, sao Mộc cách trái đất khoảng là 8,27 nhân 10 mũ 8 km. Sao Thiên Vương cách trái đất khoảng là 3,09 nhân 10 mũ 9 km. Sao nào gần trái đất hơn? Thì bây giờ mục đích chúng ta là gì? So sánh hai cái số này thôi. Chúng ta lại biến đổi, ở đây là mũ 8, ở đây mũ 9, thì chúng ta đưa mũ 9 này về thành mũ 8, đúng không? Chúng ta đưa mũ 9 này về thành mũ 8. Nhưng mà ta có này, thầy sẽ đưa thằng này về mũ 8 trước rồi chúng ta so sánh hai cái phần nguyên kia nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có 3,09 nhân 10 mũ 9 á, có phải cái này chúng ta đưa về trở thành là 3,09 nhân cho 10 mũ 8 nhân cho 10 không? Em lấy 10 nhân với thằng này thì nó ra được là, chứng tỏ dấu phẩy này nó sẽ đưa vô một chữ số thập phân. Như vậy nó ra được là 30,9 nhân 10 mũ mũ 8 km, đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta thấy này, ở đây là 30,9 mà đây là chỉ có 2,7 này, thì chứng tỏ là cái anh nào em, anh đây này, đây sao Mộc, anh đây là sao Thiên Vương, chứng tỏ sao Thiên Vương là nó xa hơn, hay nói cái khác là sao Mộc thì gần hơn, còn sao Thiên Vương thì ở đây người ta hỏi là gần hơn, sao là gần hơn thì chứng tỏ sao Mộc sẽ gần hơn nha, được chưa? Như vậy ở đây chúng ta có là vậy ta có ở đây là 8,27 nhân 10 mũ mũ 8 nó sẽ nhỏ hơn là 30,9 nhân cho 10 mũ 8, đúng không nào? Như vậy người ta kết luận là do đó sao Mộc gần trái đất hơn. Vậy đó, được chưa? Bài này thầy nghĩ nó dễ không khó, thì nói chung biết làm thì nó dễ em, mà không biết thì nó lại rất khó, thì kiểu như vậy đó, toán mà em ha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 4. Ok, chúc em học tốt nha, bye bye.